Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì có một nội dung khá là đặc biệt liên quan đến Đinh Lan. Trời ơi, mới đây Đinh Lan đã khoe một cái tài sản cực kỳ giá trị của chú anh chị, một cái chiếc nhẫn gọi là trị giá gần 2.000 tỷ của Đinh Lan luôn. Đó, ghê gớm của chú anh chị. Thấy bà Nguyễn Phương Hằng đây khoe kim cương thì bất ngờ ngày hôm nay tôi không hiểu vì sao đó Đinh Lan lại lên khoe cái khối tài sản khủng này, mà không biết rằng cái khối tài sản này nó có từ đâu nha cả nhà. Thì chúng ta cùng xem Đinh Lan đã khoe những cái tài sản gì mà có giá trị gọi là lên tới gần 2.000 tỷ, nhiều hơn cả cái viên kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng lần trước nha. Viên kim cương của cô Hằng lần trước là trị giá gọi là 1.000+ tỷ thôi, nhưng mà còn Đinh Lan gần 2.000 tỷ giá trị tài sản này luôn, kinh khủng lắm cô chú anh chị. Nói lại đây là vàng 11K, tôi có tỷ lệ vàng mấy 10%, còn lại là kim loại khác để tạo độ cứng cho cái trang sức của mình. Giá trị ở đây là giá trị ở cái hạt, và cái hạt này Đinh Lan được người ăn của Đinh Lan tặng và đã được đi niệm chú ở chùa Mẹ Xì Mương ở Viên Chăng Plaza, ở Viên Chăng, thủ đô Viên Chăng. Chú chị nghe rằng Đinh Lan nó lên nó khoe chiếc nhẫn vàng, chiếc nhẫn vàng mà ở trong đó có gọi là một cái kim loại khác, có nghĩa là vàng pha đó cô chú chị. Rồi giá trị là cái viên đá sapphire mà được gọi là kiểm chứng ở một ngôi chùa gì đó ở Viên Chăng mà lên nó khoe cái gọi là cái vàng bạc, nói chung là đá quý. Rồi chê bai bà Nguyễn Phương Hằng, nói rằng là bà Hằng sử dụng kim cương giả. Còn Đinh Lan thì lên khoe cái một viên đá được một cái ngôi chùa nào đó kiểm chứng ở gọi là Viên Chăng ở Lào có chú anh chị. Trời ơi, tôi không biết rằng là Đinh Lan này nó suy nghĩ như thế nào nó có chú anh chị, mà ai mượn nó lên nó khoe đâu. Người ta là đại gia, người ta khoe kim cương, người ta có giấy tờ đàng hoàng, mà cái đồ vật đó là hiếm có. Cái viên kim cương lớn như vậy đâu phải là muốn có là có được, thậm chí đó có tiền cũng chưa chắc là mua được. Thì người ta lên người ta khoe. Còn một cái viên đá mà tôi thấy rằng là ở trên Shopee nó rao bán có 100+ ngàn, 100+ ngàn một chiếc. Một viên đá như vậy đó cô chú anh chị, gần xém 200 ngàn, chưa tới 200 ngàn, mà Đinh Lan nó lên nó khoe. Nói chung là khoe khắp cõi mạng luôn. Rồi được một người anh nào đó tặng đó, được một người anh tặng mà không phải nó mua nữa, được một người anh tặng, mà được một cái ngôi chùa nào đó Viên Chăng Lào á là kiểm chứng rồi nha. Giá trị lắm, mà tôi không biết rằng giá trị nó bao nhiêu, không nói giá trị nhiều chứ, lên nó khoe vậy thôi. Mà tôi đánh giá rồi, ngoài tặng chiếc nhẫn này đó cô chú anh chị, thì cái anh trai đó còn tặng cho Đinh Lan thêm một cái bụng nữa. Ngoài tặng chiếc nhẫn này, tặng cho Đinh Lan thêm một cái bụng nữa. Bây giờ từ bên Viên Chăng về tới Việt Nam đó, từ bên Lào về tới Việt Nam, Đinh Lan đã vô một cái trại ở Bình Dương để mà cái nơi đó là chuyên cu mang, chuyên để mà đi cu mang mà những người phụ nữ mà kiểu dạng như là bị bỏ rơi đó có chú anh chị, bị người yêu bỏ rơi mà không may mắn gọi là mang ba lô ngược đó. Đó thì ngoài cái tặng cái chiếc nhẫn này thì cái người anh đó tặng cho Đinh Lan một cái ba lô ngược đem về nữa. Giá trị là giá trị ở chỗ đó nữa cô chú anh chị. Lên nó khoe. Rồi mấy anh mấy chị đào ra cái hình gọi là trên Shopee đó, y chang chiếc nhẫn của Đinh Lan luôn, giá 100+ ngàn đó, xém 200 ngàn. Chưa tới 200 ngàn nữa, vậy mà lên nó so đo với viên kim cương của người ta gần 1.000 tỷ đồng. Trời ơi, biết rồi, còn Đinh Lan này làm cái trò gì đó cô chú anh chị, không chịu nổi với nó luôn, không chịu nổi với nó luôn cô chú anh chị. Thì mới đây thì ngoài cái câu chuyện khoe tiền, khoe bạc, khoe vàng, khoe xe, khoe nhà của Đinh Lan để mà cạnh tranh với bà Nguyễn Phương Hằng, chúng ta thấy rằng là nói chung là nó ghen ăn tức cỡ từng ly từng tí, từng cái móng chân, cái móng tay, từng cái bộ quần áo, từng cái kiểu tóc, từng lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng, nó cũng bám vô đó để nó kiếm ăn. Nhưng mà ngày hôm nay thì đây là một màn gọi là tự hủy của Đinh Lan rồi. Nó càng khoe, nó càng nói thì người ta càng nhận ra cái sự gọi là vô duyên và cái sự gọi là hèn hạ của Đinh Lan này cô chú anh chị. Nó không có gì mà nghe được, trong khi một cái viên đá sapphire
mà gọi là có một ngôi chùa nào đó của một khứa nào bên Lào tặng á. Nó đem về nó khoe, nó lên trên mạng nó khoe y như một con khùng à, mà trong khi người ta gọi là đâu có nhắc gì đến tên nó đâu cả nhà à. Gần nhất thì nó đã làm đơn kiện ông Dũng rồi, tố cáo lên tới bộ công an, mà người ta cũng chỉ vừa mới gọi là kiểu như là nó gửi đơn người ta phải nhận thôi cả nhà, còn cái vấn đề người ta xem xét có đủ những cái cơ sở để mà làm việc xung quanh cái đơn tố cáo này để mà tiếp nhận hay không thì lại là một chuyện. Nhưng lên nó gào thét tiếp tục rồi, và nó nói là ngày mai đó thì sẽ có kết quả gọi là giám đốc thẩm đó, từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao luôn, sẽ có kết quả giám đốc thẩm từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong cái vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Trong khi cái vụ án thì nó đã kết thúc rồi, bà Hằng thì bây giờ bà đã về nhà à, bây giờ bà đang ở ngồi nhà bà chùi kim cương á, bà lôi cái bộ kim cương ra bà chùi à, còn Đinh Lan thì đã dẫn đi hàng ngày nó kêu gao là giám đốc thẩm. Vừa qua cái vụ án Điền Võ xét xử xong đó cô chú anh chị à, Điền Võ thì 3 năm 6 tháng tù à, nhưng mà Đinh Lan thì nó vẫn gọi là lôi cái câu chuyện của Điền Võ à, để mà gắn vô bà Nguyễn Phương Hằng trong cái câu chuyện mà sắp tới đây Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp chuẩn bị đưa ra xét xử và trong đó mình biết rằng là có YouTuber là anh Chuyện Đời Thường đó cũng bị truy tố và đã có cái thông tin chính thức rồi chuẩn bị đưa ra xét xử đó. Thì trong cái vụ án này đó thì mình thấy rằng là tội nhất vẫn là anh Vũ Văn Thịnh và bản thân Chuyện Đời Thường đó thì lại dính vào cái câu chuyện này, kiểu như là ngày hôm đó chúng ta hiểu được rằng là ai cũng đang chờ Đinh Lan xuất hiện, việc anh Thịnh đến đó là mục đích là để đòi tiền. Và tất nhiên là khi mà thấy một người phụ nữ rất là giống Đinh Lan, giọng nói cũng giống lại sỉ xỏ Chuyện Đời Thường, thì lúc đó Chuyện Đời Thường mới hô hoáng lên đây là Đinh Lan, anh Thịnh mới bay lại là mới gọi là mà lúc đó là mới giật cái cô này té xuống. Bởi vì sao mà nó giật cô chú anh chị, lúc đó là bà Chiên này đó bà sỉ xỏ ông Đời Thường đó, sỉ xỏ sỉ vô mặt là không có cho quay phim chụp hình rồi là hơn nữa đó là con Đinh Lan này thậm chí là nó ngoài cái việc mà nó không trả nợ đó thì nó còn lên livestream nó chửi bới ông Thịnh nó thách đố ông Thịnh này kia. Cho nên là ông Thịnh lúc đó là ông rất là nóng mà gặp được con Đinh Lan ở ngoài, trong khi một khoảng thời gian nó trốn chui trốn nhủi quý vị biết được cái cảm giác của một người chủ nợ, một người công nhân nghèo mà làm biết bao nhiêu tiền đó không trả nợ còn lên mạng nó chửi mình nữa, thì nó mới tức lúc đó mới tức thì mới bắt đầu là mới xảy ra cái cứ sự cho đến ngày hôm nay. Tòa thì cũng đã xử rồi nhưng mà vụ việc được gọi là hủy án để mà điều tra lại từ đầu. Lần trước thì anh Thịnh bị tuyên là 1 năm tù, bồi thường hơn 70 mấy triệu, nhưng mà Lan không chịu và nó đòi luôn Viện Kiểm sát đó là phải đưa con Đinh Lan này vô. Có nghĩa là bà Chiên bả yêu cầu Viện Kiểm sát quận Gò Vấp đưa con Đinh Lan vô trong cái vụ án này với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng mà gần nhất thì tòa án đã bác bỏ, người ta không có chấp nhận, người ta không có đồng ý. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì nó mới cái viết đơn thôi đó, nó mới cái viết đơn là nó đề nghị, nó xin là được vào trong cái vụ án là để mà đi ra tòa đó thì nó đã gọi là tuyên bố rồi. Nó mà vào được cái vụ án này thì nó sẽ tuyên bố rằng là nó sẽ đến tòa đề nghị hủy hết, phải điều tra lại từ đầu cho nó nữa. Đinh Lan các chú anh chị phải điều tra lại từ đầu, bởi vì trong đó là có bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Bà Nguyễn Phương Hằng đã chỉ đạo cho mấy YouTuber này đến gọi là đánh Đinh Lan chứ không phải là cái câu chuyện đòi nợ đòi nần, nó phủ nhận cái việc mà nó thiếu nợ người ta đó cô chú anh chị thì bao nhiêu đó thôi là quý vị thấy rằng là cái sự lương lẹo, cái sự khốn nạn của Đinh Lan này nó ghê gớm đến mức độ nào rồi. Người ta còn mẹ già, còn gia đình, còn con thơ nhưng mà nó lại gọi là tiền thì có bao nhiêu đâu, đâu là một khoảng gọi là gần 100 triệu đó có chú anh chị, 100 lẻ mấy triệu. Nó nói nó là đại gia mà, rồi nó bán rượu một nó bán rượu một ngày đâu 90 triệu gì đó, một tháng 90 triệu rồi đó, mà nợ tiền nhà của người ta xây sửa nhà 100 triệu không trả, 104 triệu gì đó có chú anh chị không trả. Bản thân anh Thịnh này cũng chỉ là người đi làm thuê rồi phải tốn tiền vật tư như này này kia kia nọ cho nên là lúc đó nóng giận xảy ra cái cớ sự. Mình không biết rằng khoảng thời gian sắp tới đây
khi mà đã có cái hai người bị khởi tố như vậy đó, thì có cái yếu tố đồng phạm và tổ chức như vậy đó, thì không biết rằng anh Thịnh sẽ bị kết án lại, kết án sơ thẩm lần hai đó là như thế nào, thì bao nhiêu, nó câu chuyện nó diễn biến như thế nào. Trước mắt khi mình thấy rằng là thêm một người bị khởi tố là YouTuber chuyện đời thường đó, thì cái tình hình nó khá là căng thẳng rồi, mình thấy quả thật là khá là căng. Bởi vì chúng ta nói đi nói lại đó, thì bản thân anh Thịnh cũng đã gây ra một cái thương tật dành cho chị gái Đinh Lan là có thật, và cái đó là cái lỗi thật, có sai, sai mình nhận mình sai. Nhưng mà bắt buồn được cái sai đó thì phải, chúng ta phải thấy rằng là anh ấy cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và đi đòi nợ thôi, đi đòi tiền đó, nói thẳng ra là vậy. Thiếu tiền trăm mấy chục triệu, nói thì nghe đơn giản nhưng nó quả thật là một số tiền đối với những người công nhân nghèo, nó đâu có nhỏ đâu có chú anh chị. Hơn nữa đó, người ta còn gia đình, con cái, cha mẹ nữa. Cho nên qua những cái câu chuyện mà Đinh Lan nó muốn đưa người khác vào đường cùng, bằng chứng chúng ta thấy rõ là cô Hằng khi trở về cũng không nói gì với nó, nhưng mà nó vẫn hàng ngày ngày nào nó cũng nhắc tới người ta. Bởi vì gọi là không có kiếm được cái ăn. Bởi vì những cái kẻ mà gọi là đứng sau lưng của Đinh Lan là buộc phải tấn công bà Hằng. Mới gần đây nhất thì nó đã thừa nhận rồi, nó phải hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam thì nó sẽ đi ra nước ngoài đó cô chú anh chị. Hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam, mà quý vị thấy rằng nó ở Việt Nam nó có làm cái gì đâu mà hoàn thành nhiệm vụ, ngoài cái câu chuyện xuyên tạc bịa đặt, tấn công, đánh phá rồi doanh nghiệp của bà Hằng và ông Dũng, thì nó chẳng có còn cái câu chuyện nào khác cả. Tẩy trắng cho Võ Hoàng Yên, tẩy trắng cho Võ Hoàng Yên đó cô chú anh chị. Mới đây nhất thì Võ Hoàng Yên cũng đã có những cái hình ảnh xuất hiện gần nhất, rằng là hắn ta tuyên bố rằng là rửa tay gác kiếm, có nghĩa rằng là không bao giờ hành nghề y nữa. Mình thấy rằng là cũng đúng thôi, bây giờ hành nghề y ai mà tin nữa, bốc thuốc ai mà dám uống nữa, đúng không cả nhà? Đinh Lan thì nó cũng là học chung nghề, chung thời với Võ Hoàng Yên đó, nó cũng nghiên cứu bệnh này bệnh kia dữ lắm à, tiểu đường rồi cao huyết áp này kia cái nọ. Nhưng mà mỗi lần gia đình nó gọi là có bệnh tật nó toàn gọi là đưa đi bệnh viện không, nó không dám cho uống, để cho khán giả nó uống thôi. Giống như khứa Võ Hoàng Yên bây giờ vậy đó. Những cái thông tin gần nhất thì nói rằng là Võ Hoàng Yên đi Mỹ, đi Singapore về định cư. Trên thực tế thì những cái thông tin đó vẫn chưa có được kiểm chứng nha cả nhà. Nhưng mà tình hình pháp lý liên quan đến câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Thị Dũng hai ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái tên được nêu. Nhưng mà cái vấn đề Võ Hoàng Yên đó thì vẫn chưa nghe chú Dũng hoặc là cô Nguyễn Phương Hằng nhắc tới. Bởi vì cô Hằng nói rằng là tất cả những cái tin nhắn của Võ Hoàng Yên đã được phục hồi, bởi vì cô đã gắn lắp một cái sim của cô đó vào một cái điện thoại khác, thì tất cả những cái tin nhắn dường như nó đã được phục hồi trở lại thì phải. Và cô tuyên bố sẽ lật lại vụ án của Võ Hoàng Yên, cho dù đi tới đâu, thậm chí Võ Hoàng Yên có dù có trốn ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng sẽ gọi là có đơn để mà đề nghị xử lý hành vi lừa đảo bằng Nguyễn Phương Hằng. Thì không biết rằng là cái tình hình pháp lý nó sẽ đi đến đâu và về đâu trong cái câu chuyện của Võ Hoàng Yên này. Cá nhân mình đó thì mình thấy rằng là cái việc mà những cái tin nhắn và những cái nội dung của Võ Hoàng Yên, tại vì mình chưa có tiếp xúc được. Trước đó mình đã từng thấy cô Nguyễn Phương Hằng từng đăng tải một số những tin nhắn trên trang Facebook cá nhân của mình. Nhưng mà bây giờ thì những cái tin nhắn và những cái dòng trạng thái đó dường như nó đã cũng được bị xóa bỏ hết tất cả của chú anh chị. Không hiểu vì lý do bị xóa bỏ là cái gì hả? Giống như cái câu chuyện cô nói là điện thoại của cô bị xóa rất nhiều tin nhắn, thì mình thấy rằng là rõ ràng thế lực không hề nhỏ, không hề yếu kém, kinh khủng đến mức độ như vậy. Cho nên là khứa Hoàng Yên này nó mới hoạt động một khoảng thời gian dài, và gọi là có thể lừa đảo một cái loại là cái diện rộng kiểu như vậy đó, trên cả nước luôn mà không bị phát hiện. Tại vì sao mà chúng ta thấy mà cái thằng mà không có những cái bằng cấp mà vẫn được đi chữa bệnh bình thường, rồi hết tỉnh này tỉnh kia mời hắn ta, thậm chí hắn ta đi chữa bệnh rồi khi mà cơ quan chức năng ở tỉnh đó người ta đã xác nhận kiểm tra là không hết bệnh mà nó vẫn đi chỗ khác chữa bệnh bình thường, không có câu chuyện gì xảy ra, mà phía Bộ Y tế cũng không có vào cuộc để mà xem xét này, để xem rằng nó có giấy phép để mà đi hành nghề kiểu vậy hay không, cũng không hề có, mặc dù là nó rất nổi tiếng, rất nổi tiếng trên mạng xã hội luôn, ai cũng biết mà mang danh là thần y. Nếu như không có bà Nguyễn Phương Hằng thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này thì chúng ta
ông thầy Minh Tuệ chưa chắc qua Võ Hoàng Yên. Tôi tin chắc rằng nếu mà không có bà Nguyễn Phương Hằng thì tới bây giờ đó ha, là Võ Hoàng Yên trở thành Phật sống rồi. Được không chú anh chị? Võ Hoàng Yên phải là Phật sống chứ ông Minh Tuệ cũng chưa bằng đâu. Tôi nói thiệt luôn á. Tại vì nó giống như thần tiên, bóp tay bóp đầu một tí bắt đầu là ngồi đi tính như vậy, nói chuyện bình thường. Vậy là hơn cả Phật sống luôn chứ còn gì nữa. Ông Minh Tuệ ông ấy gọi là chỉ đi thôi, ông ấy đâu có cứu chữa được gì đâu. Còn khứa Võ Hoàng Yên thì tôi nói cô chú anh chị đó, trời, cái thời điểm đó nói chung là dậy sống luôn. Mà nếu như mà không có bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo thì bây giờ phải là Phật sống Võ Hoàng Yên chứ không phải là Thích Minh Tuệ đâu. Thích Hoàng Yên đó, đó chứ không phải đơn giản nha cả nhà. Thì để xem rằng là khoảng thời gian sắp tới đây về cái vấn đề pháp lý của cô Hằng và chú Dũng liên quan đến Võ Hoàng Yên sẽ có những cái kết quả gì nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.